còn đây đây ấu hoa chung chi nụ cười áo mơ đẹp vơi làm chú con suối thao trôi lững lờ dần dần để thân ai say là đây.
miền Tây nắng trắng trời tháng sau cơn mưa dù ta lánh mình ẩn nấu đã hẹn bạn tình rẽ khăn tiêu thấm thoáng lưng đèo về miền Tây quê hồi lúa xe ta sẽ dừng nghiêng nghiêng tiếng khẽ nắng bạn nhỏ mới xuân lép mình bên suối tiếng gà rừng vang vạch mến. Âm nhạc chính là màu sắc của cuộc sống, là những cung bậc cảm xúc của tình yêu giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn nữa. Ngày hôm nay Bảo Khang mong muốn thật nhiều hơn nữa những tình cảm của quý vị sẽ cùng trở về với sân khấu ngày hôm nay để cùng đăng ký những ca khúc rất hay để chúc mừng cho gia đình ông Thiết và bà Duyệt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đồng hành cùng trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới âm thanh của Quang Lê sẽ gửi đến chúng ta những âm thanh ánh sáng rất là sôi động và nồng cháy. Chính vì vậy, kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng với ánh mắt của mình trở về sân khấu để cùng lắng nghe một giọng ca đến từ chính trung sạp ngày hôm nay. Xin mời trân trọng kính mời ca sĩ Quang Lê ạ.